Sự sáng tạo của Adam và Eva, khám phá bí ẩn từ đất đến xương. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá một chủ đề thú vị và đầy ý nghĩa trong truyền thuyết sáng tạo, đó là câu chuyện về Adam và Eva. Theo Kinh Thánh, Thiên Chúa đã tạo ra Adam từ đất và Eva từ xương sườn của Adam, và câu chuyện này không chỉ đơn thuần là một câu chuyện cổ tích. Nó chứa đựng những bài học quý giá về mối quan hệ giữa con người, sự sáng tạo và vai trò của chúng ta trong thế giới này. Mỗi khi nhắc đến Adam và Eva, chúng ta không thể không nghĩ đến hình ảnh của họ trong vườn địa đàng, nơi họ sống trong sự hòa hợp với thiên nhiên và với nhau. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Từ bối cảnh sáng tạo, chúng ta có thể thấy được vị trí của con người trong kế hoạch lớn của Thiên Chúa. Hơn nữa, sự sáng tạo của Eva từ xương sườn của Adam không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà còn thể hiện sự bình đẳng giữa nam và nữ. Qua bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh của câu chuyện, từ bối cảnh sáng tạo cho đến ý nghĩa thần học và những bài học mà chúng ta có thể rút ra từ đó. Hãy cùng tôi khám phá sự sáng tạo tuyệt vời của Adam và Eva và tìm hiểu xem câu chuyện này có thể ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào trong cuộc sống hiện đại. Bối cảnh sáng tạo. Trong khởi đầu của vũ trụ, Thiên Chúa đã sáng tạo mọi thứ từ hư vô. Ngày đầu tiên, Ngài tạo ra ánh sáng, phân biệt ngày và đêm. Ngày thứ hai, Ngài tạo ra bầu trời và tách nước khỏi nước. Qua từng ngày, Ngài tạo ra đất, cây cối, động vật, và cuối cùng, vào ngày thứ sáu, Ngài quyết định tạo ra con người. Đây là một quyết định quan trọng vì con người sẽ trở thành đỉnh cao trong sự sáng tạo của Thiên Chúa. Tại sao con người lại quan trọng đến vậy? Một trong những lý do chính là vị trí của chúng ta trong kế hoạch sáng tạo. Thiên Chúa tạo ra con người để cai quản mọi loài sinh vật trên mặt đất, và điều này chứng tỏ rằng Ngài rất tin tưởng vào khả năng và trách nhiệm của chúng ta. Thật vậy, theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa tạo ra Adam, Ngài đã nói, hãy sinh sản và làm đầy mặt đất và làm chủ nó. Việc sáng tạo Adam từ đất mang đến một ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta không chỉ là những sinh vật sống trên trái đất, mà còn là một phần không thể tách rời của nó. Sự liên kết này nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm phải bảo vệ và chăm sóc môi trường xung quanh. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khi chúng ta chứng kiến tình trạng biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, những thông điệp này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, một điểm thú vị trong câu chuyện là Thiên Chúa đã thổi hơi thở sự sống vào Adam, làm cho anh trở nên có linh hồn. Điều này không chỉ thể hiện sự đặc biệt của con người mà còn phản ánh ý chí và trí tuệ của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao, trong các nền văn hóa khác nhau, con người luôn được coi là sinh vật cao quý nhất. Để minh họa cho điều này, có thể nói đến các nền văn hóa cổ đại như Ai Cập hay Mesopotamia, nơi mà con người được coi là những người đại diện cho các vị thần trên trái đất. Họ không chỉ đơn thuần sống để tồn tại mà còn có trách nhiệm lớn lao trong việc duy trì sự cân bằng giữa các lực lượng trong tự nhiên. Thiên Chúa đã tạo ra Adam với nhiều mục đích, và trong vườn địa đàng, Adam không chỉ sống mà còn có vai trò quan trọng trong việc trông nom và bảo vệ vườn. Đó là một biểu tượng cho trách nhiệm mà mỗi người trong chúng ta cần phải nhận thức. Chúng ta không chỉ là những người sống qua ngày, mà còn có sứ mệnh bảo vệ và phát triển thế giới xung quanh mình. Sự sáng tạo của Adam từ đất. Khi Adam được tạo ra từ đất, điều đó không chỉ đơn thuần là một hành động tạo hình. Nó tượng trưng cho sự khác biệt giữa con người và các loài sinh vật khác. Adam được Thiên Chúa ban cho linh hồn, điều mà không loài nào khác có được. Đây là một điểm quan trọng vì nó cho thấy rằng chúng ta có khả năng suy nghĩ, cảm nhận và đưa ra quyết định. Tại sao Thiên Chúa lại chọn đất để tạo ra Adam? Đất là nguồn sống, tượng trưng cho sự bền vững và khả năng tái sinh. Đất không chỉ là nơi cung cấp thức ăn cho chúng ta, mà còn là nơi mà chúng ta tìm thấy nguồn gốc của mình. Chúng ta không thể sống thiếu đất, và việc Thiên Chúa chọn đất để tạo ra Adam nhắc nhở chúng ta rằng con người cần phải sống hòa hợp với thiên nhiên. Ví dụ, trong nhiều nền văn hóa trên thế giới, con người luôn tôn trọng và cảm ơn thiên nhiên. Người dân bản địa ở Bắc Mỹ thường có truyền thống lễ hội nhằm tôn vinh đất đai, nơi mà họ tìm thấy nguồn sống. Họ tin rằng đất là mẹ của mọi sự sống, và việc bảo vệ nó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Adam, khi được tạo ra, đã mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Điều này không chỉ đơn thuần là một mô tả về hình thể mà còn là sự phản ánh về phẩm giá và giá trị của con người. Mỗi chúng ta đều có giá trị riêng và có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong vườn địa đàng, Adam được giao nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ môi trường xung quanh. Điều này không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ vật lý mà còn là một biểu tượng cho sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Chúng ta
ta không chỉ sống trong thế giới này mà còn phải chịu trách nhiệm về nó. Ngày nay, khi chúng ta thấy ngày càng nhiều các vấn đề như ô nhiễm và biến đổi khí hậu, câu chuyện về Adam càng trở nên có ý nghĩa hơn. Khi Adam sống trong vườn địa đàng, anh được hưởng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Tuy nhiên, đó cũng chính là lúc mà Thiên Chúa nhìn thấy sự cô đơn của Adam và quyết định tạo ra Eva. Điều này cho thấy rằng mỗi chúng ta không chỉ cần có một môi trường sống tốt mà còn cần có mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh. Sự sáng tạo của Eva từ xương sườn Adam. Khi Thiên Chúa quyết định tạo ra Eva từ xương sườn của Adam, Ngài không chỉ đơn thuần lấy đi một phần của Adam mà còn tạo ra một mối liên kết sâu sắc giữa hai người. Adam cảm thấy cô đơn, và sự xuất hiện của Eva đã giải quyết được nỗi cô đơn đó. Trong Kinh Thánh, Adam đã nói, đây là xương từ xương của tôi, và thịt từ thịt của tôi. Điều này thể hiện sự kết nối thiêng liêng giữa hai người, cho thấy rằng họ không chỉ là hai cá thể riêng biệt mà còn là một phần của nhau. Việc Eva được tạo ra từ xương sườn của Adam mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đầu tiên, điều này biểu thị cho sự bình đẳng giữa nam và nữ. Eva không phải là một tạo vật hạng hai hay một món đồ phụ thuộc vào Adam, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Câu chuyện này nhấn mạnh rằng cả hai đều có giá trị ngang nhau và đều có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ. Một ví dụ thực tế mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này là việc phụ nữ ngày nay đang ngày càng được công nhận và tôn trọng trong xã hội. Những cuộc đấu tranh vì bình đẳng giới đã cho thấy rằng mỗi cá nhân, bất kể giới tính, đều có quyền bình đẳng và cơ hội phát triển. Từ chính trị đến kinh tế, vai trò của phụ nữ đã và đang được khẳng định trong mọi lĩnh vực. Sự sáng tạo của Eva cũng cho thấy rằng mỗi chúng ta đều có những vai trò và trách nhiệm riêng trong cuộc sống. Eva là bạn đồng hành của Adam, và cùng nhau họ phải đối mặt với những thách thức trong vườn địa đàng. Họ không chỉ có trách nhiệm chăm sóc môi trường xung quanh mà còn phải hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Điều này phản ánh một thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết phải có mối quan hệ hỗ trợ và tôn trọng trong các mối quan hệ gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Một điều thú vị nữa là sự xuất hiện của Eva đã tạo ra một cân bằng trong vườn địa đàng. Không chỉ có một người đàn ông đơn độc, mà còn có một người phụ nữ bên cạnh để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và thách thức. Mối quan hệ này nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của sự giao tiếp và hỗ trợ trong bất kỳ mối quan hệ nào. Trong xã hội hiện đại, việc duy trì các mối quan hệ tốt đẹp và hỗ trợ lẫn nhau là điều vô cùng quan trọng. Câu chuyện về Adam và Eva không chỉ là một bài học về sự sáng tạo, mà còn là một bài học về trách nhiệm và mối quan hệ. Chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều từ câu chuyện này để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn có trách nhiệm với những người xung quanh. Hãy luôn ghi nhớ rằng mỗi cá nhân đều có giá trị và có thể đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Sự hoàn thiện và bổ sung của Adam và Eva. Những thách thức trong cuộc sống của Adam và Eva. Khi Adam và Eva sống trong vườn địa đàng, họ có mọi thứ mà họ cần, thực phẩm, nước và một môi trường tuyệt đẹp để sinh sống. Tuy nhiên, sự hoàn hảo của vườn địa đàng không có nghĩa là cuộc sống của họ không có thách thức. Thiên Chúa đã đặt ra một điều kiện cho họ, không được ăn trái cây của cây biết thiện ác. Đây chính là một thử thách và cũng là một bài học quan trọng về sự tự do và trách nhiệm. Sự hiện diện của cây biết thiện ác trong vườn địa đàng đã tạo ra một không gian cho sự lựa chọn. Adam và Eva không chỉ là những sinh vật đơn giản tuân theo mệnh lệnh mà còn có khả năng lựa chọn. Điều này nhấn mạnh rằng con người không chỉ là những người bị kiểm soát bởi hoàn cảnh mà còn có thể tự định hình cuộc đời của mình. Họ có thể chọn lựa giữa việc tuân theo lời dạy của Thiên Chúa hay đi theo con đường riêng của mình. Một thách thức lớn đối với Adam và Eva đến từ con rắn, một biểu tượng của sự cám dỗ. Rắn đã thuyết phục Eva rằng ăn trái cây từ cây biết thiện ác sẽ không làm hại họ mà còn mang lại kiến thức và sự hiểu biết. Eva đã bị cám dỗ và ăn trái cây, sau đó cũng đã đưa cho Adam. Quyết định này đã dẫn đến việc họ bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Hành động của Adam và Eva phản ánh những quyết định mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều cám dỗ xung quanh, từ việc tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh đến việc theo đuổi những giá trị vật chất mà không quan tâm đến hậu quả. Việc đưa ra quyết định đúng đắn không phải lúc nào cũng dễ dàng, và nhiều khi chúng ta cũng như Adam và Eva, phải đối mặt với những cám dỗ. Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, họ không chỉ mất đi một môi trường sống hoàn hảo mà còn phải học cách đối diện với thực tại khắc nghiệt bên ngoài. Họ phải làm việc chăm chỉ để sinh tồn, và điều này đã tạo ra sự chuyển biến trong mối quan hệ của họ. Họ không còn sống trong sự hoàn hảo mà phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Thách thức trong cuộc sống của Adam và Eva cũng phản ánh cuộc sống của chúng ta ngày nay.
mỗi người đều phải đối mặt với những thử thách riêng, từ áp lực công việc, mối quan hệ cá nhân đến sức khỏe. Điều quan trọng là cách chúng ta ứng phó với những thách thức đó. Chúng ta có thể lựa chọn cách sống tích cực, tìm kiếm giải pháp và học hỏi từ những sai lầm của mình. Adam và Eva đã phải học cách đối diện với những sai lầm của mình, và qua đó, họ đã trưởng thành hơn. Họ đã trở thành những người mạnh mẽ và có trách nhiệm hơn. Và điều này nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn, chúng ta vẫn có thể học hỏi và phát triển. Sự phục hồi và ước mơ của con người. Dù Adam và Eva đã phải trải qua những thử thách khó khăn, câu chuyện của họ không kết thúc ở đó. Sự mất mát vườn địa đàng không chỉ là một bài học về sự cám dỗ và quyết định sai lầm, mà còn là một hành trình hướng tới sự phục hồi. Sau khi bị đuổi khỏi vườn địa đàng, Adam và Eva đã bắt đầu cuộc sống mới bên ngoài, nơi họ phải làm việc chăm chỉ để sinh tồn. Một phần quan trọng trong hành trình này là sự phục hồi từ những sai lầm của chính mình. Adam và Eva đã phải học cách chấp nhận trách nhiệm về quyết định của mình, đồng thời tìm kiếm cách để tiến về phía trước. Họ đã không thể quay lại với cuộc sống hoàn hảo trong vườn địa đàng, nhưng họ có thể xây dựng một cuộc sống mới dựa trên những kinh nghiệm đã học được. Sự phục hồi này là một thông điệp mạnh mẽ về khả năng của con người trong việc vượt qua khó khăn. Dù chúng ta có mắc sai lầm hay gặp khó khăn, vẫn có cơ hội để bắt đầu lại. Ví dụ, trong cuộc sống thực, chúng ta thường thấy những người vượt qua những thử thách lớn như bệnh tật hoặc thất bại trong sự nghiệp. Họ không chỉ học hỏi từ những sai lầm mà còn trở thành những người mạnh mẽ hơn, có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Điều quan trọng là trong hành trình phục hồi, Adam và Eva đã cùng nhau vượt qua những khó khăn. Mối quan hệ của họ trở nên chặt chẽ hơn và họ đã trở thành những người bạn đồng hành thực sự trong cuộc sống. Điều này nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ từ người khác là điều cần thiết trong quá trình phục hồi. Chúng ta không thể đơn độc vượt qua mọi khó khăn và việc có một mạng lưới hỗ trợ là rất quan trọng. Trong bối cảnh hiện đại, sự hỗ trợ này có thể đến từ gia đình, bạn bè hoặc những người xung quanh. Chúng ta nên biết trân trọng những mối quan hệ này và không ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Không có gì sai khi cần đến sự hỗ trợ từ người khác, và đôi khi, việc chia sẻ gánh nặng có thể giúp chúng ta vượt qua những thử thách một cách dễ dàng hơn. Cuối cùng, sự phục hồi không chỉ là một quá trình cá nhân mà còn là một hành trình tập thể. Khi chúng ta cùng nhau đối diện với khó khăn, chúng ta có thể xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ hơn. Điều này cũng tương tự như Adam và Eva khi họ cùng nhau vượt qua khó khăn và tạo dựng một cuộc sống mới. Kết luận và ý nghĩa của câu chuyện Adam và Eva. Câu chuyện về sự sáng tạo của Adam và Eva không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết tôn giáo mà còn là một bài học quý giá về cuộc sống. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự lựa chọn, trách nhiệm và khả năng phục hồi sau những sai lầm. Qua từng giai đoạn trong câu chuyện, chúng ta có thể thấy rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những thử thách và khó khăn đó đã giúp chúng ta trưởng thành và phát triển. Bài học lớn nhất mà chúng ta có thể rút ra từ câu chuyện này là rằng con người không bao giờ đơn độc trong hành trình của mình. Mối quan hệ giữa Adam và Eva không chỉ là một hình mẫu cho tình yêu và sự hỗ trợ mà còn là một biểu tượng cho sự bình đẳng và trách nhiệm chung. Chúng ta cần hiểu rằng cuộc sống là một hành trình mà mỗi người đều có giá trị riêng và đều đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng. Trong xã hội hiện đại, nơi mà áp lực và cám dỗ luôn hiện hữu, việc áp dụng những bài học từ câu chuyện của Adam và Eva là vô cùng cần thiết. Chúng ta cần biết lựa chọn đúng đắn, giữ vững trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngần ngại tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác. Cuối cùng, sự sáng tạo của Adam và Eva không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một cặp đôi hoàn hảo trong vườn địa đàng mà còn là một nguồn cảm hứng cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Qua câu chuyện này, chúng ta được nhắc nhở rằng mỗi người đều có một sứ mệnh riêng và có khả năng tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống, bất kể chúng ta có phải đối mặt với khó khăn nào. Hãy sống một cách có trách nhiệm và yêu thương để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn góp phần vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.